Hello, chào cả nhà. Hôm nay Lan chuẩn bị nấu bún bò Huế mặn nha bà con. Đây là bún bò Huế với thịt. Đây có hai cục thịt bò bắp, một cái giò heo. Lan chuẩn bị đây là hạt điều, sả, khóm, ớt bột đặng làm sả tế nha. Đó thì ở đây ăn chung với bắp cải, giá, salad, viên rau thơm, bún. Rồi mời bà con vào bếp với Lan nha, Lan nấu món bún bò Huế. Tại nào giờ ưa nấu bún bò Huế chay cho nên nấu bún bò Huế mặn nha bà con. Lan chung cho heo. Còn heo này bắt đầu Lan cạo rửa nữa nha, mình chuẩn sơ vậy được rồi bà con. Cạo rửa. Lan chỉnh thêm một lần nữa nha, đó hai lần nước sôi. Sau khi cạo rửa rồi Lan chỉnh thêm một lần nữa nè, ra khục rồi. Cái chú này ổng cưa hơi bự quá. Ổng cưa hơi to quá. Chuẩn thêm một lần nữa. Chuẩn sơ gì là được và hai lần nước sôi gì được. Xong lần đổ nó ra nha. Thôi nhiều lúc rồi. Rồi giờ đi nấu thôi. Rồi bây giờ Lan mắc nước sôi lên rồi nha, bây giờ Lan để xả vô, để khóm vô, rồi Lan để củ hành vô. Rồi bây giờ Lan thả bò vô nha. Bò cái này nấu, nói chung nó ở đây nấu thịt hơi nhiều nha bà con, bò nhiều hai cục, giò heo chỗ này chạy chạm không, để giò heo vô. Rồi, bây giờ Lan nêm nếm vô nha. Lan để hai muỗng đường, một muỗng muối, bột ngọt. Nếu chị em nào không ăn bột ngọt thì mình có thể mình đổi lời bột nêm nha. Rồi nó sôi lên Lan vớt bột nha, nó sôi nãy giờ nè. Với mình trụng rồi hình như nó cũng không có bọt nhiêu bà con ơi. Lan trụng rồi không có bọt nhiêu á. Rồi đó. Đầu mình nấu liu riu riu đi. Cỡ 1 tiếng rưỡi cho lên. Mà chút xíu Lan vớt giò heo ra trước nha. Khoảng 1 tiếng mình vớt giò heo ra đi. Cỡ 1 tiếng mình vớt giò heo ra được, thấy ăn được thì vớt ra. Để nó mềm quá ăn không ngon bà con. Lan dời nó qua cái lò nhỏ hơn, mình nấu từ từ nha. Cái bún này, bún bò Huế thì nó hơi cứng nha bà con, nên Lan ngâm nãy giờ rồi nè, ngâm nước trước rồi bây giờ Lan mới trụng nó nha. Lan trụng có một cây vậy nha, ăn hết mình trụng thêm nha bà con. Cái loại này cũng medium thôi chứ không có bự quá nha, trung bình nè. Để Lan ăn thử cái nó sao rồi. Được rồi bà con ơi. Mình ngâm trước là trụng mau lắm nha. Nhớ ngâm trước đi, mình đã trụng rồi giờ Lan đổ ra. Giờ Lan đổ nó ra nha. Lan rửa lại nước. Nước ấm ấm. Mình rửa nước ấm ấm cỡ 2-3 lần nha bà con. Tại nhiều khi Lan làm phim thì Lan phải cắt bỏ bớt đó, chứ thật ra lửa tới 2-3 lần lận. Mình rửa bún lật cái mình đổ nó ra. Rửa nước ấm ấm đó bà con, đừng có nước lạnh quá. Rồi mình để đây cho nó ráo nước nha. Rồi
Rồi Lan bắt chảo lên nóng, bây giờ Lan để dầu ăn vô nha. Thắng hạt điều, thắng hạt điều làm sả tế. Anh làm nó kêu lắm mà con ơi. Giờ Lan để hạt điều vô nha. Biết rồi. Bây giờ đang bắt quạt lên nha bà con. Nó hơi ồn chút xíu nha. Nhớ để lửa đu riêu nha. Mình nhớ để lại lửa đu riêu nha bà con. Để lửa lớn nha. Rồi để bây giờ Lan. Bây giờ Lan đi lượt hột điều nha. Lan tắt lửa. Lan lượt hột điều. Rồi bây giờ Lan để xả vô nha. Cái này xả đông lạnh nha bà con. Cái dầu á Lan lượt rồi. Bây giờ Lan để nó vô nha. Sôi nãy giờ rồi nha. Gì được rồi, nó cầm vàng quá đâu nha bà con. Đó bây giờ Lan để ớt vô. Nói chung ớt thì tùy theo mình coi cái loại ớt cay nhiều hay cay ít nha. Cái này Lan để khoảng một muỗng ăn canh coi nó làm sao. Tại dâu Lan nó cũng không thích ăn cay nhiều nữa. Cái dâu con trai vậy thì không ai thích. Cái này mình làm không phải để bữa nay vô hết cái nồi bún quế nha bà con. Cái này mình làm mình để ăn từ từ á, chứ không phải ăn hết được bữa nay nha. Ít ra này một muỗng thôi chứ không có để nhiều, nhiều lắm cay lắm, tại này hót lội cay lắm. Rồi mình có thể nêm nếm vô đây một thứ một chút, nhưng mà con đang để một miếng đường, chút xíu muối, chút xíu bột ngọt. Ngọt không có bị dây ứng nên nó có sao. Nó Lan quậy lên cho nó đều. Rồi giờ mình, giờ là xong cái sả tế rồi nha. Lan tắt lửa. Rồi tắt lửa để đây. Rau nha. Rồi rau này là rau thập cẩm. Mình ăn như trộn nhiêu thôi bà con, đừng có trộn nhiều quá ăn không hết mất con. Mời cái nó bị héo quá. Rồi đầu đang đi bào bắp cải vô. Nói chung rau mình rửa cũng 2-3 nước nha, mình rửa chừng nào thấy mình sạch thôi, tại Lan làm phim thì nhiều khi phải cắt bỏ bớt nha bà con. Lan bào mớ bắp cải. Nó nặng nha, cầm nó. Bắp cải đây nặng hay gì bà con. Rồi giò heo được rồi, Lan vớt ra nha. Vớt nó ra. Chứ nó mềm quá ăn không ngon nha. Vừa thôi bà con, giò heo á mềm quá thì không ngon. Rồi thịt bò Lan nấu thêm chút nữa nha. Đãi cho mọi người, được gửi cho mọi người. Rồi bây giờ Lan vớt bò ra nha, bò được Lan vớt ra. Rồi Lan vớt thịt ra hết rồi, Lan để nước vô thêm này nha. Rồi bây giờ Lan để một miếng mắm ruốc, chắc cỡ một không tới muỗng cà phê nha bà con, để miếng thôi. Đó. Quậy ở đây gì cho nó đều.
nó còn hơi lạc nha Lan, để thêm chút xíu nước mắm nữa, nêm nếm nói chung tùy theo khẩu vị gia đình mình đi nha bà con. Rồi Lan để miếng nước mắm vô nha, ít thôi. Rồi bây giờ Lan để sả tế vô nha, sả tế vô. Chán cái chảo này. Sả tế còn số trong cái chảo cho nên Lan để từ cái chảo vô nha bà con. Còn một số thì Lan đem mình để vô hộp để dành ăn. Được rồi bà con, bây giờ bắt đầu đi bắt ra ăn nha. Đó, xong cái nồi bún quế rồi đó. Rồi, hello chào cả nhà. Nãy giờ bận rộn là sắt xong thịt bò rồi nha. Đó. Cái này mà mình để cho nó thiệt là nguội á, để vô tủ lạnh mình sắt nó dễ lắm. Còn này nó còn nóng Lan sắt hơi dày. Rồi bên đây bún Lan bắt ra rồi, đây hành lá sắt rồi, rau cải. Rồi thôi Lan mời cả nhà ăn bún quế với hai chồng Lan nha. Đây Lan đã làm xong một tô bún quế nha. Đó Lan mời cả nhà. Rồi mời anh Liêm. Đây. Mời cả nhà ăn bún bù quế. Rồi anh Liêm mời cả nhà. Rồi mời cả nhà ăn bún bù quế nha, chấm bò với giò heo, chấm mắm guốc. Ăn không giống ai. Anh Liêm anh ăn ngộ lắm nha bà con, anh chấm với mắm ruốc nha. Beautiful. Đây đây, miếng được rồi. Miếng thêm. Đó, để nó đi. Nhất miếng, để miếng nước mắm ruốc vô. Trời ơi. Lan ăn ít rồi nha bà con, tại nãy mới đi ăn chung với mấy đứa em ở đằng trường á. Đó, đang để mấy miếng bò vô. Lan làm biến cạp giò heo, anh đem ăn giò heo đi. Rồi Lan mời cả nhà uống quế, uống tế cô Lan. Uống quế cô Lan. Hấp miếng nước đi, ngon dở ngon. Ăn nước đi. Ngon à. Good. Good, good. Đậm đà, đậm đà hương vị quế. Lúc đó mình ra khách sở ngoài quế mình ăn ngoài chỗ đó cũng ngon vậy. Đi cái cửa đặc khách biệt sở, đó. Nói chung muốn biết chỗ nào ngon á mình hỏi mấy người địa phương á, nhất là mấy anh nha, chạy xích lô xe máy rồi đó. Thì người ta bán cho bình dân mà mấy người đó ta bán mấy chục năm mà kinh nghiệm đầy mình đó bà con, ngon lắm. Mới thứ năm mà. Mau quá từng quá. Tối nay dòng. Bảo là bị hai viên nặng quá bà con. Thì dậy ứng phấn qua. Để tới Việt Nam hết trơn à? Khỏi, từ hú cả phận hết à? Không, ra khỏi nào bệnh muốn đó rồi. Rồi, cần kết thúc phim để phim dài quá, cắt phim lâu quá. Ngon lắm bà con, Lan nấu, nói chung bún quế rồi Lan nấu thì ngon đó. Nói chung biết làm đồ ăn cũng không đến nỗi tệ nha bà con, ngon ăn được, bảo đảm. Ngon hơn mấy cái nhà hàng dở. Rồi chứ rồi thôi. Lan xin chào cả nhà, hẹn bà con lại clip sau. Cảm ơn bà con bỏ thời giờ coi video của Lan, thành thật cảm ơn. Mới chúc bà con ngày mới vui vẻ. Xin chào cả nhà, bye bye bà con. Bye bye, chào cả nhà.